know you've got to sing along. Don't you know? But I can't keep on talking. Listen to my heart beat. Bởi vì làm như vậy em mới có tiền tiêu. Em là bad boy trong bộ váy ngắn, ăn chơi ngoài đường không thể cháy nắng. Chỉ cần có tiền em không phân bì. You are bad boy, vô lên. Hôm nay là thứ bảy, anh đã đi thẳng đi một ba. Nhạc lên là em nhảy, em sexy sexy bật ba. Mỗi hôm qua còn đang trên phường, nhìn mặt em mà anh thấy thương. Mà hôm nay em lắc em quay, gọi anh ra đây kêu thêm một bộ. Lắc lắc em quay, quay em bay trong tương phì. Lắc yêu em và lắc nói thì chắc em đừng đùa, chắc anh biết cái em đang bay. Đủ thế thì anh cũng không, và anh biết em như nguyên tình. Nhưng anh yêu thì em đủ không, 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 không. Em ơi, đủ không, đủ không, sexy lên em ơi, đủ không. Mọi người ơi, mưa buồn quá đi. Mưa như thế này tôi lại nhớ người yêu của tôi. Người yêu của tôi đâu, 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 đó. Người đang coi đó, đang coi video đó. I love you. Mấy người nhìn không có gì dễ thương hết trơn á. Vậy thế nào mới là dễ thương? Ít nhất phải có áo linh thú. Được rồi, tụi tôi có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.